Dung My. Nè, làm gì mà gấp vậy? Thầy ơi, mấy người đó có hỏi em á, thì thầy nói không biết nha thầy. Dung My à, thầy Phúc. Ủa, chị Dung My làm gì vội vàng vậy? Cho mình mượn máy tính xíu nha, mình sử dụng xong mình để trên phòng truyền thông á nha. Ủa à, có ai hỏi mình mẹ nói là không thấy nha. Dung My, Dung My. Long, ông mới nói chuyện với Dung My hả? Đâu có. Vậy chứ ai trên đó hả? Tôi đâu biết đâu. Dung My đâu? Dung My trong phòng truyền thống. Dung My gặp chuyện rồi, tôi không biết chuyện gì hết á. Chuyện gì? Chuyện gì sao hôm đó tôi sao? Tôi không biết mà. Không chịu nghe máy. Thầy nói thật cho tôi biết đi. Rõ ràng lúc nãy là tôi thấy nói chuyện với thầy mà. Tôi đã nói với anh rồi, con bé đó không phải là Dung My, học sinh của tôi biết mà. Thiệt tình. Thôi được rồi, bây giờ tôi nhờ thầy kêu học sinh của thầy tìm nó giúp tôi đi. Tôi đang cần gấp lắm. Giờ này chắc bé Dung My đã về nhà rồi. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi có trách nhiệm dạy ở trên trường. Tôi không có trách nhiệm phải đi tìm học sinh của mình. Được rồi, cảm ơn thầy. Chú, sao rồi chú? Giờ mình có cần đi báo công an không chú? Họ có làm gì đâu mà báo công an. Là sao? Mà nè, con có thấy Dung My đâu không? Vậy bây giờ vậy đi, con đứng đây canh, thấy họ nhào vô trường, con gọi báo công an liền. Chú phải đi kiếm Dung My, hiểu chưa? Dạ rồi, dạ rồi, để con lo chú. Thế à thầy? Ủa Long. Dạ. Con có thấy Dung My đâu không? Con không biết ạ. Thôi được rồi. Vô kèo. Ai đứng trước cổng vậy? Như mấy người đó đang kiếm Dung My á. Kiếm Dung My hả? Vậy ông nên nói với thầy là Dung My đang ở phòng truyền thống. Nhanh lên. Dạ ơi, em đi nói thầy đi. Tôi hả? Ôi. Em nghe đại ca, em chắc chắn nó đang trốn ở đâu đó trong trường. Dạ. Đại ca cứ yên tâm đi, em sẽ bắt được nó. Anh, mình còn xông vô mà. Xông vô cho công an bắt mẹ. Chuyện quan trọng cần phải giải quyết lắm. Những câu hỏi của bạn mình trả lời sau nha. Thầy Phút ơi. 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 Thầy bị nguyên chất ngon sánh miệng thân thương phát thèm. Đại ca, không lẽ mình cứ đứng đây chờ hoài. Theo tao. Tụi bay, chia ra. Dung My. Dung My à, Teacher Phút. Dung My, Teacher Phút. Trời ơi, Teacher Phút ở đâu? Em tìm Teacher nãy giờ đó. Tại sao không gọi điện thoại? Em đâu đem điện thoại đâu. Mà có chuyện gì không? Em biết Dung My ở đâu. Tại sao không nói sớm? Trời ơi, Dung My đâu cho em nói. Dung My đang ở đâu? Phòng truyền thống. Đi chỗ lên. Dạ.
mất. Ủa chú, chú tụi nó đi di chuyển rồi, giờ mình làm gì nữa vậy? Vậy tại sao con đứng dưới canh? Tụi nó đi rồi. Vô lại phòng truyền thông lẹ. Không mấy về được, không tiết trời phút. Vậy cái đầu con á. Mày ơi, tại sao mình phải nấp ở đây vậy? Bây giờ tụi mình còn nguy hiểm lắm, chưa ra khỏi trường được đâu. Nhưng mà có chuyện gì? Bây giờ mình không biết nói với bạn sao nữa. Ủa, họ là ai vậy Dung My? Là những người đi tìm mình để giết mình đó. Giết Huy hả? Tại sao con lại trốn chú? Con có biết là chú tìm con cực khổ đúng không? Để làm gì? Để nói chuyện với con về vụ chuyển trường của con. Không phải kẻ giết người đã giết ba tôi, bây giờ ông còn giả nhân giả nghĩa được hả? Vậy là con đã biết hết rồi. Được, vậy cô phòng giao cái vũ khí ra đây. Ông bị nhân. Cái gì vậy? Mày đang ở đâu? Mau lên lầu 3 đi. Kêu tụi nó hết lên đây. Lúc nãy chú đánh con có đau lắm không? Ông đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Lớn to đầu ăn hiếp hai đứa con nít, ông không biết nhục hả? Tao không nói nhiều với mày nữa. Cái chú Phi đang ở đâu? Không có. Không có hả? Dung My, có sao không Dung My? Nói vậy mà không chịu nghe hả? Dung My, mày có sao không? Mày đừng có sao, mày đừng có sao. Dung My sao, Dung My? Dung My sao? Chân Dung My bị chấn thương rồi. Ra khỏi đây liền, ra khỏi đây liền. Thầy ơi, không có được đâu. Tại sao không được? Hồi nãy em có nghe, ông gọi yểm trợ lên rồi. Bây giờ mình chạy xuống là bị bắt gặp ở dưới liền á. Với lại chân Dung My bị đau nữa. Thầy, giờ sao đây thầy? Giờ sao thầy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tắt đèn đi con, tắt đèn. Đã. Ê, hey. Con có đi được không? Dạ. Tụi nó chạy ở ngoài kia kìa. Chú. Chị bộ bị sao không? Chú. Mà không sao đâu. Giật máu không mang được chưa chú? Gọi báo đi con. Khoan đã thầy ơi. Nếu mà mình cứ ngồi đây mình chờ công an tới, không phải ý kiến hay đâu. Tụi nó mà chạy qua tụi nó phát hiện là mình chết chắc. Có cách nào khác không thầy? Chú ơi, con có cách này có được không? Anh Cường cơ. Cường ơi. Cường cơ. Chúng mình chạy đi con. Chạy đi con. Thầy. Cái này là lên. Ê, lại. À, tụi mày. Chạy. Chạy tối luôn kìa, để nhanh đi. Chạy. Đi lên anh. Chờ thằng ghét đấy.
Trời ơi, hai lẹ đi hai. Quay đứng lại. Anh lại đi luôn đi. Chuyện này để em. Đi 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 lắm. Sao tụi em bắt con mặc đồ Yumi, giả dạo Yumi làm gì với thầy? Đây là kế hoạch của thằng Minh mà. Thì để cho ông Mẫn mặc đồ Yumi cũng được mà. Ông Mẫn không bảo vệ hai đứa đó nữa. Không phải, nhưng mà thầy... Thôi, đừng có nói nữa. Bây giờ làm sao thầy với em phải tập trung đánh lạc hướng tụi nó, để cho Yumi với Minh với Mẫn thoát khỏi trường, hiểu chưa? Dạ. Thầy con giỏi không thầy? Giỏi. Yes. Yeah. Yes. Yes. À. Đó. Thầy con giỏi chưa? Cô điên hả? Sao con đánh nó? Cô vừa đánh lộn đâu mà tưởng thằng Ngọc con đánh nó. Cô làm đi thầy. Trời ơi. Trời ơi, từ nào con mặc váy mà thầy từ nào hả? Ê, lại đây, lại đây, quân mày dám quấn học trò tao hả? Mày hả? Mày dám học trò tao hả? Mày dám học trò tao hả? Trò to hả? Đánh con đi. Mặt nó vâm ghê. Mình à, mình có mệt lắm không Minh? Thì làm đi, đừng có đưa mày về đi. Mày cũng trốn ở đâu? Tình cảm quá ha. Tao hỏi mày, dưới đi mày giấu ở đâu? Hả? Không có dưới mày nữa hết. Ông đừng đánh mày ơi. Chạy đi giùm mày. Giùm mày. Bây giờ mày có dao rồi không? Dùng mày giấu ở đâu hả? Không có. Không có hả? Mày... Chạy đi giùm mày. Chạy đi. Mày có dao không giùm mày không? Chạy đi giùm mày. Mày sao không chạy đi? Sao mình bỏ bạn luôn? Tha cho Yumi đi mà. Mày có chịu giao Yumi ra không? Hả? Tôi không biết. Yên tâm, mọi chú đây. Thì ra là tụi bay có mặt đầy đủ ở đây hả? Được, hôm nay ta sẽ cho tụi bay chung một ngày dỗ. Đây là chuyện của tôi với ông, thả mọi người ra đi. Được, vậy thì giao Yumi ra đây. Nhanh lên. Giao chứ gì? Được. Tụi bay, giao vô. Tất cả lên, ai chạy tụi bắn. Cảm ơn cô đã cung cấp tàng chứng vật chứng cho cơ quan điều tra. Ngày hôm nay chúng ta làm việc đến đây thôi. Ngày mai mời thầy lên cơ quan điều tra để cùng hợp tác. Cảm ơn đồng chí.
Mời cô Nguyễn Thị Nụ đi theo tôi. Ủa chú, tại sao bạn này phải đi theo vậy chú? Bởi vì cô ấy là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Đồng thời, mẹ của cô ấy, tên Cường, chưa khai ra, nên chúng tôi cần phải bảo vệ kỹ hơn nữa. Vậy là tôi với bạn xa nhau nữa hả Dù My? Tôi muốn xa bạn chút nào hết á. Đừng có khóc nhè nữa. Mình đi rồi mình sẽ về mà. Bạn đừng lo lắng nữa. Mình không sao đâu. Ở lại bảo trọng nha. Dù My, tôi không muốn xa bạn đâu. Lại cố gắng học giỏi nha. Em cảm ơn thầy Long và Mẫn nữa. Chị ráng chăm học, đừng phụ lòng thầy nha. Dù mình à, đi cẩn thận nha con. Khi nào vụ án kết thúc nhớ quay về cho mọi người. Mọi người đợi con. Dạ. Chờ anh về. Những ngày tháng qua, cánh hoa kia úa tàn. Buồn vì nhớ anh mà không thấy. Nhớ vòng tay đã xa rồi. Dù mày ơi, tôi không muốn xa bạn đâu. Nhẹ rơi cũng không anh trong gió mang tâm sự của em gửi đến anh nơi trời xa. Rồi bao năm tháng trôi, hy vọng tàn phá cánh hoa bay. Một đôi mắt ướt mi tàn theo gió mây. Vẫn không anh nhớ thương những cánh hoa hòa trong gió mang tâm sự. Oh,